ở phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lịch sử của giấc mơ sáng suốt và trải nghiệm xuất hồn hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một số các khái niệm cơ bản trước khi bắt đầu hành trình trải nghiệm nhé trong thái dương hệ của chúng ta có bảy cõi giới bao gồm trung giới thượng giới bồ đề niết bàn chân thần thượng đế đại bộ phận nhân loại chủ yếu có mối liên hệ nhiều nhất với cõi giới đầu tiên của linh giới là cõi trung giới cõi trung giới là một môi trường đa chiều phức tạp nhiều lớp năng lượng ở đây được tạo ra dựa trên nhận thức thay đổi chúng có hình thức trật tự cấu trúc và là một trong những kỳ quan thực sự của vũ trụ đa chiều bất cứ điều gì mong muốn có thể được thể hiện ngay lập tức bằng sức mạnh của trí tưởng tượng sáng tạo vượt trội của chúng ta đây là nơi mà tất cả những hy vọng mong muốn và ước mơ của chúng ta về cơ bản có thể trở thành hiện thực cõi trung giới có mức độ rung động cao sống động không có trọng lực thời không có thể bị bóp méo so với thế giới vật lý cõi trung giới được nhận thức trải nghiệm ghi nhớ có thể rất khác nhau tùy thuộc rất nhiều vào mức độ hoạt động năng lượng của thể vía vào thời điểm phóng chiếu mức độ ý thức của người thực hiện tại thời điểm phóng chiếu và hệ thống niềm tin của họ tất cả điều này ảnh hưởng đến cách thức hoạt động lưu trữ giải thích và nhớ lại bởi cấp độ cơ bản của ý thức Trước hết ta cần biết cõi trung giới được chia thành 7 cảnh hay 7 lớp, mỗi cảnh được cấu tạo bằng chất liệu có độ đậm đặc và trạng thái riêng. Những cảnh này không tách rời nhau, không chiếm vị trí riêng biệt trong không gian hay trồng chất lên nhau như một kệ sách. Hoặc bao bọc nhau mà chất liệu của mỗi cảnh đều xuyên thấm vào những cõi hay cảnh thấp hơn nó. Bảy cảnh giới phụ này được chia thành ba nhóm, nhóm một bao gồm cảnh số 1, 2 và 3. Các cảnh này gây nên cảm giác như thoát khỏi thế giới vật chất nặng trược các cư dân ở những cảnh này không nhìn thấy cõi trần và những vật thể vật chất họ hoàn toàn chú tâm đến riêng họ và tạo nên môi trường riêng biệt để tránh sự nhận thấy của những thực thể khác và cả những người có nhãn thông tầng thứ nhất thanh nhẹ nhất rung động rất nhanh tràn đầy ánh sáng đây là cõi linh hồn tiến hóa ở mức cao không còn dục vọng mà chỉ tập trung vào các trải nghiệm giao lưu học hỏi khi vượt qua cảnh giới thứ nhất này sẽ tiến đến cõi thượng giới Nhóm 2, bao gồm cảnh 4, 5 và 6 của cõi trung giới có bối cảnh liên hệ đến cõi trần mà chúng ta đang sống với đầy đủ mọi vật thể quen thuộc. Đời sống ở cảnh thứ 6 không khác gì với đời sống bình thường ở cõi trần, ngoại trừ không có xác thân và những nhu cầu chủ yếu là những người chết nhưng vẫn còn luyến tiếc cuộc sống nơi hồng trần chưa muốn rời đi. Đại bộ phận có hình dáng giống như người cõi trần, nhưng lờ mờ không rõ ràng. Khi lên đến cảnh thứ 5 và thứ 4 thì mức độ vật chất càng lúc càng ít đi. Con người càng tách rời khỏi thế giới thấp và ảnh hưởng của nó. Các cảnh này tập trung ở quanh khu vực ngang bề mặt và bên trên mặt đất. Cư dân ở đây thường có liên lạc với cõi Trần thông qua đồng cốt, những lần hiện hình hay báo mộng. Nhóm 3 chỉ có cảnh số 7, cảnh thấp nhất là cảnh giới phụ đậm đặc nhất. Chủ yếu tập trung ở bên trong lòng đất, nơi xuất hiện các truyền thuyết về địa ngục các loài ma quỷ. Cõi trung giới là nơi ở của tất cả các dạng sống với các mức độ thông minh khác nhau. Bạn có thể gặp gỡ tất cả những cư dân này và thậm chí tương tác với một số người trong số họ. Một số thực thể này có thể hoàn toàn thờ ơ với sự hiện diện của bạn, một số có thể thân thiện và những thực thể thù địch. Cõi chung giới được phân loại làm ba nhóm chính, nhóm con người, người ngủ mơ, trải nghiệm xuất hồn. Người đã chết, những người ngủ mơ, họ mơ một cách tự nhiên trong vô thức và không biết rằng mình đang mơ nếu chúng ta gặp họ sẽ thấy họ ngẩn ngơ lang thang không có đích đến cụ thể và có thể không đáp lại cử chỉ của chúng ta nếu như đáp lại cũng chỉ nhớ là có mơ nhưng không nhớ được nội dung chi tiết người trải nghiệm xuất hồn họ chủ động biết họ rời khỏi cơ thể họ ngoài ra ta sẽ gặp một số linh hồn có ý thức những người sử dụng sức mạnh của mình cho những mục đích hoàn toàn ích kỷ thay vì vì lợi ích chung của nhân loại như những pháp sư làm việc đen tối và một số bộ lạc bí mật người đã chết mất đi cơ thể vật lý nhiều người trong chúng ta đã từng có những giấc mơ về những người thân đã khuất để xác nhận chúng ta đang giao tiếp với một người còn sống hay đã chết có thể kiểm tra bằng nhiều câu hỏi nhằm xác định thân phận của người đó rồi ghi nhớ và kiểm tra lại khi tỉnh nếu người đó trả lời lưu loát thì chứng tỏ người đó có ý thức ngược lại nếu không hồi đáp hoặc câu được câu chăng có thể linh hồn đó chỉ là trong giấc mơ bình thường nhóm không phải con người, tiên nữ và tinh linh thiên nhiên, linh hồn động vật, thiên thần và các chúng sinh thiên đường ở cấp độ cao hơn. Ác quỷ cấp độ thấp hơn, tiên nữ và tinh linh thiên nhiên, một số tinh linh thiên nhiên sống ở suối, đá, núi, rừng, vv, văn hóa dân gian của tất cả các quốc gia đều tin vào chúng. Sự xuất hiện thường xuyên của chúng với những người có tính cách tâm linh đã làm nảy sinh nhiều câu chuyện và truyền thuyết. Có một số tinh linh thiên nhiên thích giúp đỡ mọi người, trong khi có một số khác lại thích chơi những trò đùa trẻ con. Những linh hồn này không thù địch và thường yêu chuộng hòa bình, chúng được gọi bằng những cái tên khác nhau như tiên nữ. Nữ thủy thần, Jin, Châu, Cô Bâu, Cờ Siêu, linh hồn động vật, đây là một lớp cực kỳ lớn và bạn có thể gặp họ trong quá trình xuất hồn của mình. Chúng không chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong cõi trung giới vì chúng thường ở đó trong một thời gian ngắn thời gian cư ngụ ở cõi trung giới tuy ngắn ngủi nhưng lâu hay nhanh còn tùy thuộc vào trí khôn mà con vật đã phát triển những linh hồn động vật lìa khỏi xác có thể trở thành những tinh thần hướng dẫn đối với các con vật đang sống trong thể xác hay thậm chí hướng dẫn những con người trong một số trường hợp đặc biệt khi nó được kêu gọi bởi các pháp sư một số ít các linh hồn động vật tiến hóa bậc cao trở thành tâu tầm vật tổ hoặc có thể tiến tới các chiều kích cao hơn như rồng và ngựa thần pegasus Thiên thần và chúng sinh thiên đường, rất hiếm khi tìm thấy thiên thần trên các cõi thấp. Bạn chủ yếu tìm thấy họ ở các cõi cao hơn. Họ hướng dẫn, bảo vệ và giúp bạn trong hành trình tâm linh của bạn. Quỷ chúng là những thực thể chỉ được tìm thấy ở những vùng thấp nhất của những cõi thấp. Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn tình cờ ở cõi thấp hơn, bạn sẽ không thể ở lại ở đó lâu vì tốc độ rung động của bạn sẽ cao hơn nhiều và bạn sẽ được đẩy lên cõi trung giới hoặc cao hơn nhưng nếu bạn gặp phải bất kỳ thực thể không mong muốn nào như vậy chỉ cần nhớ rằng chúng không có bất kỳ sức mạnh nào để làm tổn thương bạn chúng bị thu hút bởi những linh hồn yếu ớt và cố gắng làm họ sợ hãi nếu bạn mạnh mẽ và biết rằng không có bất kỳ tổn hại nào có thể đến với bạn bạn có thể tiếp tục với hành trình của mình mà không gặp vấn đề gì nhóm thực thể nhân tạo nguyên tố hoặc hình thức tư duy các thực thể nhân tạo hay nguyên tố là vật chất linh thể có thể được hình thành hầu như dưới mọi hình thức nhờ sức mạnh của suy nghĩ hoặc cảm xúc những thực thể nhân tạo này không được sinh ra trong tự nhiên mà chúng là sự sáng tạo từ tâm trí của con người phần lớn các nguyên tố này hay dạng tư duy được tạo ra một cách vô thức bởi những người biểu hiện ham muốn mạnh mẽ kèm theo những bức tranh tinh thần rõ ràng về điều mà họ mong muốn nhưng nhiều người đã học được nghệ thuật tạo ra chúng một cách có ý thức dù tốt hay xấu những mong muốn mạnh mẽ về điều tốt cũng như những lời nguyền mạnh mẽ đối với cái ác thể hiện ở linh giới nhưng những hình thức tư tưởng như vậy tuân theo luật hấp dẫn tư tưởng và chỉ đi đến nơi mà chúng bị thu hút vì vậy hãy cẩn thận với những suy nghĩ trong hành trình của bạn chúng có thể có hình dạng ghê rợn và cố gắng làm bạn sợ hãi nhưng không thể làm hại bạn theo bất kỳ cách nào với một ý chí mạnh mẽ, bạn có thể làm cho chúng biến mất ý nghĩ về việc gặp gỡ những người khác ở cõi trung giới có thể rất đáng sợ. Chúng ta luôn sợ hãi khi đối mặt với những điều chưa biết nhưng có một điều chắc khi bạn đã quen với OBE thì điều đó không còn đáng sợ nữa. Để tìm hiểu sâu hơn về cõi trung giới các bạn tìm đọc thêm cuốn The Astroplane của Ledbitter. Khi thể vía của chúng ta ra khỏi cơ thể vật lý phương thức giao tiếp được thực hiện bằng thần giao cách cảm. Nhưng do thói quen sử dụng bằng lời nói nên đôi khi chúng ta có thể thấy mình đang giao tiếp bằng lời nói. Việc sử dụng thần giao cách cảm có nghĩa là mọi linh hồn hiểu mọi linh hồn khác mà không gặp bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào. Loại giao tiếp không lời này có thể xảy ra giữa bạn và bất kỳ thực thể sống nào khác. Con người hay các thực thể khác. Giao tiếp thần giao cách cảm hiệu quả vì chúng ta nhận được nhiều thông tin nhanh và hiểu rõ ràng hơn so với giao tiếp bằng lời nói. Phần 2 các thể của con người, như chúng ta đã biết con người cấu tạo gồm có 7 thể, thể xác physical body, thể phách etheric body, thể vía astral body, thể trí mental body, thể nhân quả causal body, thể bồ đề buddhic body, thể niết bàn nirvanic body. Ở đây chúng ta chủ yếu sẽ tìm hiểu về thể vía astral body và thể phách etheric body. Thể phách etheric body được cấu tạo từ bốn loại chất dĩ thái, nó thấm nhập vào cấu trúc chất đặc chất lỏng và chất hơi của thể xác đậm đặc và bao bọc tất cả những phần tử với một lớp dĩ thái. Như thế nó là một bản sao hoàn hảo của thể xác đậm đặc. Người có nhãn quan được huấn luyện, có thể nhìn thấy rõ thể phách nó màu xám tím, cấu trúc nó thô hay mịn tùy theo độ thô kệch của thể xác đậm đặc. Ta có thể xác định thể phách chỉ được cấu tạo bởi những chất dĩ thái cõi vật chất. Nó không thể rời khỏi cõi vật chất và nếu xuất ra khỏi thể xác đậm đặc tương ứng. Nó không thể đi xa nhờ thể phách sinh lực rana chạy dọc theo những dây thần kinh của cơ thể để chúng tác động như những tác nhân của lực vận động và trợ giúp sự dẫn truyền cảm giác từ những va chạm bên ngoài năng lực của tư tưởng của sự vận động và của cảm giác không trụ tại chất liệu dây thần kinh cũng không ở chất liệu dĩ thái bọc quanh dây thần kinh chúng là những hoạt động của linh hồn làm việc ở những thể bên trong Chúng được diễn đặt nơi cõi trần qua, hơi thở của sự sống chạy dọc theo những sợi thần kinh và chung quanh những tế bào thần kinh. Vì prana là hơi thở của sự sống, libret là năng lượng chủ động của chân ngã, như ngài Sankaracharya đã dạy. Nhiệm vụ của thể phách là phục vụ như trung gian vật chất cho năng lượng này, vì thế nó thường được gọi là dẫn thể của sinh lực vehicle of prana. Khi một người ở trạng thái ngủ, linh hồn trượt ra ngoài thể xác để cho thể xác ngủ yên và hồi phục lại sức khỏe cho công việc làm ngày mai linh hồn để mặc thể xác đậm đặc và thể phách do bản chất cấu tạo và thói quen hai thể này sẽ chịu ảnh hưởng bởi những sự việc mà chúng tự thu hút vào những luồng hình tư tưởng từ cõi trung giới có bản chất phù hợp với những hình tư tưởng đã được tạo ra hoặc được chứa chấp bởi linh hồn trong sinh hoạt hàng ngày chúng đi vào và ra khỏi phần đậm đặc và phần dĩ thái của não bộ những hình tư tưởng này trộn lẫn với những rung động lặp lại một cách tự động trong tâm thức lúc thức của linh hồn tạo nên những giấc mơ hỗn loạn rời rạc thường xảy ra ở người bình thường những hình ảnh rời rạc này cho thấy sự hoạt động của thể xác khi nó bị bỏ lại một mình nó chỉ có thể tái lập những phần vụn vặt từ những rung động quá khứ mà không theo một thứ tự mạch lạc tạo ra những hình ảnh kỳ dị không hợp lý nó không nhận biết được sự ngớ ngẩn vô lý nó chỉ thấy những ảo ảnh với hình dạng và màu sắc thay đổi, như ta thấy những hình ảnh trong một ống kính có nhiều mặt kaleidoscope. Mà những hình ảnh nó thấy được còn không liền lạc bằng những hình ảnh nhìn trong ống kính. Như thế, bộ óc xác thịt đậm đặc và phần dĩ thái của nó chỉ là dụng cụ của tư tưởng. Không phải là kẻ sáng tạo ra tư tưởng, khi bị bỏ một mình, nó chỉ tạo ra được những hình ảnh thất thường. Trong lúc ngủ, linh hồn trượt ra khỏi thể xác, thể xác đậm đặc hữu hình và thể phách vô hình để lại hai thể này ở chung nhau khi chết linh hồn trượt ra khỏi thể xác lần cuối nhưng điểm khác nhau là nó mang theo thể phách với nó phần cách thể phách với phần thể xác đậm đặc tương ứng để lại thể xác đậm đặc không còn sự sống như ta đã biết thể phách không thể đi qua cõi trung giới vì thế một lần nữa linh hồn nhanh chóng loại bỏ thể phách để thể phách ở lại nơi cõi trần và tan rã dần cùng với thể xác đậm đặc ngay sau khi chết đôi khi những người thân của kẻ ra đi nhìn thấy được thể phách ở gần xác chết thường nó không có hoặc có rất ít ý thức nó không thể nói hoặc làm điều gì khác ngoài việc tự hiện hình thể phách của người chết được nhìn thấy tương đối dễ dàng bằng mắt thường với sự căng thẳng nhẹ của hệ thần kinh người ta có thể có nhãn quan đủ bén nhảy để nhận ra nó nó cũng là nguyên nhân của nhiều hiện tượng ma ở nghĩa địa đó là do thể phách bay lơ lửng trên những nấm mồ chôn xác thân đậm đặc của nó do đó nó thường được nhận thấy hơn thể vía như thế dù khi chết thể phách và thể xác đậm đặc cũng không chia cách nhau xa hơn vài thước đối với người bình thường chỉ khi nào chết thể phách mới tách rời khỏi thể xác đậm đặc nhưng ở một số người bất thường như những người có năng khiếu đồng cốt trong lúc sống một phần thể phách dễ tách lìa khỏi thể xác điều này khá nguy hiểm vì có thể gây ra nhiều căng thẳng và rối loạn thần kinh nhưng cũng may là tương đối hiếm khi thể phách xuất ra ngoài cặp xong đôi bị xé ra làm hai nếu thể phách hoàn toàn xuất ra khỏi thể xác đậm đặc sẽ làm cho thể xác đậm đặc bị chết vì những dòng luân lưu hơi thở của sự sống cần sự hiện diện của dĩ thái để luân truyền ngay khi chỉ rút ra một phần thể phách cũng để lại cho thể xác đậm đặc tình trạng thiếu sinh lực hoặc hôn mê và những hoạt động thiết yếu cho sự sống gần như bị ngưng trệ đến khi phần thể phách tách rời được nhập trở lại thể xác đậm đặc con người cảm thấy rất mệt mỏi kiệt lực đó là lúc rất nguy hiểm cho người đồng nhiều hiện tượng xảy ra trong buổi lên đồng không liên hệ đến sự xuất gia của thể phách nhưng người ta quan sát được trong những trường hợp hiện hình có hiện tượng này rất rõ rệt có người cho tôi biết trường hợp rất hiếm thấy ở ông eglinton người ta thấy được thể phách của ông gì ra từ hông bên phải trong khi thể xác đậm đặc co rúm lại trường hợp ông huss cũng thế khi thể phách xuất ra thể xác đậm đặc thu nhỏ lại khá nhiều, không còn vừa với áo quần ông đang mặc, có lần cơ thể của ông Eglinton thu nhỏ lại rất nhiều và hình hiện ra rõ ràng dưới mắt của những người quan sát. Vài trường hợp dưới ánh sáng vừa đủ, người ta thấy rõ cả hình hiện ra và người đồng. Sự thu nhỏ lại của cơ thể người đồng chứng tỏ một phần chất liệu vật chất đậm đặc của cơ thể bị rút ra để giúp sự hiện hình. Rất có thể là thành phần chất lỏng, tuy nhiên chưa có khảo sát nào xác định sự việc trên chỉ có một điều chắc chắn là khi một phần thể phách bị xuất ra sẽ gây nhiều rối loạn cho hệ thần kinh do đó có lời khuyên là những người không may mắn có cơ thể nhạy cảm không nên thực hành phương pháp đồng cốt đến đây chúng ta đã nghiên cứu thể xác cả phần đậm đặc lẫn phần dĩ thái đây là lớp áo mà linh hồn phải mặc vào để hoạt động ở cõi trần thể xác là phòng làm việc tiện nghi cho linh hồn mà cũng là nhà tù giam hãm nó tới lúc chết chúng ta cần làm và phải làm thế nào để cho cơ thể khỏe mạnh đồng thời cần thanh lọc hóa cho nó được trong sạch bé nhạy và thanh tao thể xác cần phải khỏe mạnh ở đông phương sức khỏe được nhấn mạnh như là một điều kiện để được nhận làm đệ tử vì một thể xác không khỏe mạnh không thể là một dụng cụ tốt cho linh hồn thể xác suy yếu có xu hướng làm méo mó những ấn tượng từ ngoài vào và làm lệch lạc những xung lực phát xuất từ trong ra ngoài những hoạt động của linh hồn sẽ bị cản trở nếu dụng cụ của nó bị căng thẳng hay vặn vẹo do bệnh hoạn vì thế chúng ta phải cố gắng gìn giữ cho thể xác được khỏe mạnh đều hòa thanh tao bén nhạy và trong sạch được như thế nó sẽ tự động đẩy lui mọi ảnh hưởng xấu xa và dễ tiếp nhận mọi điều tốt lành ta phải chọn trong số những sự vật ở xung quanh những thứ giúp ta tiến đến mục đích ấy cần hiểu rằng công việc chỉ có thể thành đạt từ từ nhưng với sự bền trí và kiên nhẫn thế nào cũng thành công thể vía astro body con người là một thực thể sống có ý thức cơ thể con người là một kiệt tác mà tạo hóa đã ban cho với phần hữu hình và vô hình nhân loại càng nhận ra rằng ngoài cõi vật chất bị giới hạn bởi năm giác quan vật lý còn có cõi vô hình rất quan trọng trong quá trình phát triển ý thức và nhiều khả năng tiềm tàng còn là một ẩn số con người thường xuyên hoạt động xuyên qua thể vía nhưng tương đối chỉ có một số ít công việc tách rời thể xác nếu không có tác động tổng quát xuyên qua thể vía, sẽ không có sự liên kết giữa thế giới bên ngoài và trí não con người. Cũng không có sự liên kết từ những va chạm bên ngoài lên các giác quan thể xác và sự nhận thức của trí não về chúng. Va chạm trở thành một cảm giác trong thể vía, kế đó được nhận thức bằng thể trí, thể vía được tạo thành bởi bảy trạng thái phụ của chất liệu cõi trung giới. Những chất liệu thô kịch hoặc thanh nhẹ rút ra từ mỗi trạng thái này. Ta có thể dễ dàng hình dung một người trong thể vía hoàn toàn đã loại bỏ thể xác và đứng trong một phó bản của thể xác với nhãn thông ta thấy nó giống y thể xác nhưng thanh nhẹ và sáng chói hơn. Nó vô hình đối với mắt thường, thể vía của người chưa phát triển có chu vi không rõ ràng. Những chất liệu cấu tạo mờ đục và sắp xếp không mạch lạc, nếu rút ra khỏi thể xác. Nó giống như một đám mây luôn thay đổi, không có hình dạng cố định, không thích ứng để hoạt động như một dẫn thể độc lập. Thật ra nó như một mảnh của chất liệu trung giới, hơn là một thể vía có tổ chức, nó giống một khối nguyên sinh chất trung giới. Như cách cấu tạo của con amip, người có thể vía hoàn toàn là người đã tiến đến trình độ trí tuệ, văn hóa và tinh thần khá cao, do đó hình thể của thể vía cho thấy trình độ tiến triển của con người. Ta có thể xét đoán giai đoạn tiến hóa của linh hồn bằng cách xem xét thể vía với nét rõ ràng của chu vi. Sự sáng chói của chất liệu cấu tạo và tính chất mạch lạc hoàn hảo trong cách sắp xếp thể vía chịu ảnh hưởng một cách đặc biệt bởi những ấn tượng của tư tưởng vì chất liệu trung giới đáp ứng mọi xung động từ thế giới tư tưởng nhanh hơn nhiều so với thể xác chẳng hạn nếu nhìn vào cõi trung giới ta sẽ thấy đầy rẫy những hình dạng luôn luôn thay đổi những hình thể được cấu tạo bởi tinh hoa chất và được làm sống động bởi tư tưởng chúng ta nhận thấy những khối rất lớn tinh hoa chất từ đó được rút ra và tạo hình thể liên tục xuất hiện rồi lại biến mất vào khối tinh hoa chất quan sát cẩn thận ta có thể thấy những dòng tư tưởng làm rung động chất liệu trung giới tư tưởng mạnh mẽ tạo ra hình dạng rõ ràng và tồn tại như những thực thể trong một thời gian rất lâu trong khi tư tưởng yếu ớt tạo ra hình dạng không rõ ràng và bị loại ra nhanh chóng do đó toàn thể cõi trung giới luôn thay đổi theo những xung lực của tư tưởng thể vía con người được cấu tạo bằng chất liệu trung giới nên nó sẵn sàng đáp ứng những va chạm của tư tưởng dù tư tưởng đến từ bên ngoài, từ thể trí của người khác, hay đến từ bên trong thể trí chí của chính người đó. Thể vía là dẫn thể của tâm thức cảm dục con người, trụ sở của những ham muốn và dục vọng thú tính. Trung tâm của những giác quan, nơi phát xuất mọi cảm giác. Màu sắc của nó thay đổi liên tục, do nó rung động dưới ảnh hưởng của tư tưởng. Khi một người nổi giận, thể vía họ xuất hiện những chớp sáng màu đỏ tươi. Tình cảm yêu thương tạo ra những rung động màu đỏ hồng khắp thể vía. Tư tưởng trong sạch cao thượng đòi hỏi thể vía phải có chất liệu thanh nhẹ tương đương với tư tưởng ấy để diễn đạt. Nếu theo dõi tác động của thể vía ta sẽ thấy nó loại ra ngoài những phân tử đậm đặc, thô kịch và thu hút vào những phân tử thanh nhẹ hơn từ mỗi cảnh. Người có tư tưởng thấp hèn và nhiều thú tính có thể vía thô kịch. Nặng nề, màu sắc u tối, dày đặc nọ u tối, dày đặc dến nỗi có nhiều trường hợp chu vi thể xác dường như lẫn vào nó làm ta không thấy rõ. Còn thể vía của người tiến hóa thì thanh nhẹ, rõ ràng, sáng chói và có màu sắc tươi sáng. Trông rất đẹp đẽ, bằng tư tưởng cao thượng, thể vía sẽ được thanh lọc dù ta không để ý đến. Sự thanh lọc vẫn thực hiện có hiệu quả. Thể vía không trong sạch có thói quen đáp ứng và thu hút như một thanh nam châm. Đối với những hình tư tưởng sâu ác tương đương với nó ở môi trường chung quanh. Trái lại thể vía trong sạch có năng lực xua đuổi những tư tưởng xấu ác và thu hút vào những hình tư tưởng thích hợp với cấu trúc thanh cao của nó trong việc nghiên cứu thể vía ta có thể dễ dàng biết được nhiệm vụ của nó khi nó tách rời khỏi thể xác và là dẫn thể chính của tâm thức khi quan sát một người lúc thức và lúc ngủ ta sẽ thấy thể vía của người ấy có sự thay đổi rõ rệt khi thức những hoạt động của thể vía màu sắc thay đổi v v tất cả đều biểu lộ bên trong và bên ngoài viền chung quanh của thể xác nhưng khi người ấy ngủ ta thấy thể xác phần đậm đặc và phần dĩ thái nằm lại trên giường trong khi thể vía tách rời khỏi thể xác và bay lơ lửng bên trên khi xuất ra khỏi thể xác thể vía của một người tầm thường có hình dạng như một khối không rõ rệt nó không thể đi xa khỏi thể xác và nó không hữu dụng như một dẫn thể của tâm thức con người bên trong thể vía ấy ở vào tình trạng chiêm bao mơ màng không quen hoạt động khi xa rời thể xác có thể coi như người ấy đang say ngủ vì họ bị mất dụng cụ tức thể xác mà họ đã sử dụng quen thuộc, khi ấy họ không thể tiếp nhận những ấn tượng chính xác từ cõi trung giới. Hoặc diễn đạt rõ ràng những ý tưởng qua trung gian thể vía chưa được tổ chức hoàn hảo. Các trung tâm cảm giác trong thể vía người ấy có thể bị ảnh hưởng bởi những hình tư tưởng trôi qua. Và họ có thể đáp ứng lại những kích thích làm khơi dậy bản chất thấp hèn. Như thế, khi ngủ thể vía của người chưa phát triển không có hoạt động chính xác nào. Nó trôi lơ lửng, giật sờ trong không khí bên trên thể xác nếu xảy ra điều gì có khuynh hướng đẩy nó đi xa. Thể xác sẽ bị đánh thức và thể vía nhanh chóng nhập trở lại thể xác đối với một người đã phát triển nhiều. Đã quen sinh hoạt trong thể vía ở cõi trung giới, khi thể xác ngủ thể vía xuất ra khỏi thể xác và họ hoàn toàn thức tỉnh ở cõi trung giới. Thể vía có hình dạng rõ ràng và cơ cấu xác định trông giống như thể xác và con người có thể sử dụng nó như một vận cụ. Dĩ nhiên là một vận cụ tiện lợi hơn thể xác, người trong thể vía ấy hoàn toàn thức tỉnh hoạt động tích cực hơn chính xác hơn thông hiểu nhiều hơn khi họ còn bị giới hạn trong thể xác họ có thể di chuyển tự do và rất nhanh chóng đến bất cứ nơi xa nào mà không làm xáo trộn thể xác đang ngủ trên giường một người có não bộ xác thân đáp ứng được những ấn tượng của thể vía thì họ có giấc mơ rõ ràng hợp lý và mạch lạc đôi khi gây cho họ cảm giác thích thú và cảm thấy sự việc xảy ra ở cõi trung giới sống động hơn những sự việc xảy ra lúc thức có khi họ nhận được kiến thức hữu ích giúp họ trong cuộc sống trần gian đây là những giai đoạn phát triển đánh dấu sự tiến bộ và cải thiện trong cơ cấu của thể vía khi đạt đến giai đoạn này con người bắt đầu hiểu biết nhiều hơn về thế giới trong đó có sự sống của chính họ và thấy rõ hơn mục đích cũng như khả năng cao cả của nhân loại sau khi con người có tâm thức cõi vật chất kế đến tâm thức cõi trung giới dần dần họ nhận thấy còn có những cấp độ tâm thức cao hơn mà con người có thể đạt được từ cấp độ này đến cấp độ khác con người trở nên linh hoạt trên những cõi cao rộng rãi sử dụng được những năng lực mạnh mẽ hơn và trên tất cả là họ nhận mình như một người phụng sự các bậc thánh thiện trong việc trợ giúp nhân loại những người rời bỏ thể xác trong lúc ngủ hoặc sau khi chết đều nhìn thấy được thể vía dĩ nhiên một người đã quen sử dụng thể vía có thể rời bỏ xác thân bất cứ lúc nào để thăm một người khác ở xa nếu người được thăm viếng có nhãn thông đã phát triển thị giác thể vía sẽ thấy được người đến thăm trong thể vía nếu không người đến thăm viếng phải làm đậm đặc thể vía của mình bằng cách thu hút vào những phân tử vật chất từ môi trường chung quanh và làm cho thể vía hiện hình đủ để cho người bạn có thể thấy được bằng mắt thường điều này giải thích nhiều trường hợp xuất hiện hình dáng của người bạn ở cách xa hiện tượng này xảy ra rất thường hơn nhiều người tưởng do đa số người thấy không dám kể lại vì bản tính rụt rè dè dặt sợ người khác chê cười cho là mê tín nếu con người có can đảm nói ra những gì họ thấy được chúng ta sẽ có nhiều chứng cớ về sự hiện hình của những người mà thể xác họ ở cách xa nơi thể vía hiện ra phần chia sẻ ngày hôm nay tạm dừng tại đây xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại